Thì chúng ta có cái tâm đề thứ 19 là tâm đề cảnh quá khứ Atita Ramana. Tâm đề cảnh quá khứ, trong tâm đề này chúng ta có ba câu. Câu thứ nhất là Atita Ramana, và các pháp biết cảnh quá khứ. Câu thứ hai là Anagata Ramana, Ramana Amma, các pháp biết cảnh vị lai. Thứ ba, bất chấp tình na, Ramana Amma, các pháp biết cảnh hiện tại. Ở tam đề trước là chúng ta có cái tam đề quá khứ, là tất cả các pháp quá khứ, tất cả các pháp vị lai, các pháp hiện tại chúng ta nắm bắt được rồi nha bè. Bây giờ chúng ta còn lại chỉ có cái tam đề thứ 19 nó là như vậy. Thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ có cái phân tích cái câu thứ nhất là các pháp biết cảnh quá khứ. Ở đây chữ Atita thì quá khứ chúng ta biết rồi. Aramana là cảnh hay là đối tượng. Câu này chúng ta cũng biết định nghĩa từ lâu là rất là nhiều. Cái pháp nào bị tâm biết thì cái pháp đó là cảnh, đúng không? Cái pháp nào không bị tâm biết thì cái pháp đó là gì? Là pháp, đúng không? Các pháp nào bị tâm biết cái pháp đó là gì? Vừa là cảnh vừa là pháp. Có phải là chia pháp gồm pháp, chúng ta sẽ có bản chia pháp gồm pháp đó, chúng ta là tất cả gọi là pháp không? Mirror. Có phải cái bản chia pháp gồm pháp chúng ta câu đầu tiên là tất cả gọi là pháp không? Như vậy đây nè, cái bài đầu tiên, bài mà khai mở chia pháp đầu tiên đó, tất cả gọi là pháp không? Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp chân đế, đúng không? Như vậy thì cảnh có phải là pháp không? Cảnh có phải là pháp không? Pháp có phải là cảnh không? Cảnh có phải là pháp không? Rồi, pháp có phải là cảnh không? Pháp bị tâm biết mới là cảnh. Nhưng mà đã cảnh thì nó có phải là pháp không? Như vậy cảnh là gì? Cảnh là
Pháp bị tâm biết đúng không? Pháp bị tâm biết nó vừa là cảnh không phải là pháp đúng không? Vừa là cảnh cũng vừa là pháp. Pháp là pháp khi bị tâm biết mới là cảnh, nếu không bị tâm pháp, nếu không bị tâm biết nó là pháp, không là cảnh. Có nắm được cái này không? Cảnh là gì? Cảnh là pháp bị tâm biết. Pháp bị tâm biết vừa là cảnh vừa là pháp. Pháp bị tâm biết nó là cảnh, pháp không bị tâm biết nó là pháp. Nó đảo qua đảo lại, nghịch tới nghịch lui, nó là như vậy. Vì vậy thì cái cảnh quá khứ, cảnh quá khứ, cái cảnh quá khứ này tức là pháp quá khứ. Pháp quá khứ bị tâm biết nó là trở thành là cảnh quá khứ đúng không? Đúng không? Pháp quá khứ bị tâm biết thì nó trở thành là cảnh quá khứ đúng không? Đồng ý được cái nghĩa này chưa? Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp quá khứ là cái pháp nào? Là pháp đã mất, pháp đã diệt, đã không tồn tại, đã không còn đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè, có loại pháp quá khứ, pháp quá khứ bị tâm biến nhất định, nhất định có loại pháp quá khứ không bị tâm biến nhất định. Thế đồng nghĩa là bất định. Pháp quá khứ là những pháp nó đã mất, nó không tồn tại, nó không còn, đã qua đi đúng không? Thì cái mất mà nó đã qua, nó không tồn tại, mà nó bị tâm biết, mà cái tâm biết là biết nhất định, chỉ biết nó mà thôi, mà không có biết những cái pháp khác. Thì cái trường hợp này được gọi là tâm biết cảnh pháp quá khứ nhất định. Rất là nó chỉ biết cái đó thôi, nhưng ngoài ra nó không biết cái điều nào khác hết. Thứ hai là nó cũng biết cái cảnh quá khứ nhưng mà biết bất định, cái lúc biết lúc không, lúc biết lúc không. Cái lúc biết lúc không nó gọi là biết bất định. Còn mà nó biết hay cái sinh lên là nó biết cái quá khứ nhất định. Chắc chắn như vậy. Thì cái trường hợp mà cái pháp biết và cái bị tâm biết nhất định này nó có tất cả là sáu tâm. Sáu tâm này. Trước tiên thì chúng ta sẽ có sáu tâm này. Ở đây trong cái phần vô sắc này nè, chúng ta có bốn cái tâm thiện vô sắc, bốn tâm quả vô sắc và bốn tâm duy tán vô sắc. Nhưng mà giờ chúng ta chỉ nói nó là bốn tầng thiền này, là tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn tầng thiền vô sắc này nói như quý vị hành thiền sau khi chứng được không vô biên xứ, thì ra chữ không vô biên xứ này mặc dù cái tên gọi nó là akasa nanh chát yatana, nó là akasa. Akasa này cái trường hợp này nó phần lớn được dịch là hư không, hư không, hư không. Cho nên cái bản dịch của Ni Sư Trí Hải không nắm bắt di diệu pháp, cho nên dịch cái này là hư không vô biên xứ. Mà về dịch như vậy là sai, mặc vô cái từ ngữ nó là akasa là hư không, nhưng ở đây cũng phải hiểu nghĩa rằng cái hư không này là không phải sắc hư không. Ở đây chúng ta sẽ có cái hư không á, nó gồm có là có cái sắc pháp có và cái không có sắc pháp cũng có.
Cái a ca xá này không, cái không chứ không phải là cái sắc hư không. Bởi vì cái đề mục này đề mục vô sắc. Nếu đề mục là đã là vô sắc thì cái a ca xá này phải là cái không chứ không phải là cái sắc hư không. Vậy sắc hư không là đề mục của sắc pháp. Trong ca sĩ nói chúng ta sẽ có là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng và hư không. Như vậy trong cái 10 đề mục ca sĩ ná thì cái đề mục hư không thì nó thuộc về sắc pháp. Nhưng mà cái trường hợp ở này là trường hợp là vô sắc. Vô sắc thì không thể lấy cái hư không vô làm đề mục được. Mà lấy hư không làm đề mục nó trở thành là đề mục của sắc pháp, không phải là vô sắc pháp. Cho nên cái a ca xá này do không nắm bắt diệu pháp cho nên dịch là hư không vô biên xứ, sai. Mà phải dịch là cái không vô biên xứ. Cái không cái này nó rất là trừu tượng. Cái người không có bệnh, cái không đó nó là khác. Không đó. Cái gì kia hiểu cái chữ không có bệnh không? Người mạnh khỏe, người không có bệnh, cái không nó không chỉ là sắc pháp. Tâm không phiền não, cái chữ không nó không có phiền não, không có sắc pháp nào trong đó. Tâm có phiền não, đôi khi bắt cái cảnh mà cái cảnh đó là cái cảnh tâm thôi. Cho nên bộ duyên phân tích chỗ này rất là rõ. Một cái người nhớ lại việc thiện của mình làm, nhớ nha, một người nhớ lại việc thiện của mình làm, thí dụ như bố thí hay là trì giới, nhớ không? Có nhớ không? Khi mình nhớ lại việc thiện mình làm, nhớ bằng cái tâm, có phải không? Và cái tâm nó lấy cái gì làm cảnh? Ai là không biết quá khứ, ai không biết quá khứ, nhưng cái gì mà quá khứ trong trường hợp này? Tức là cái tâm trong hiện tại này nhớ là cái tâm làm thiện trong quá khứ, đúng không? Có phải là khi mà bố thí bởi những cái tâm thiện dục giới nào? Nghĩ mà bố thí có phải những một trong những tâm thiện dục giới nào? Phải không? Khi nhớ lại cái tâm này nó phải là sắc pháp không? Khi nhớ lại cái việc bố thí mình bằng những cái tâm này thì những cái tâm này có phải là sắc pháp không? Nào. Để cái ta phải cái tâm này đó là không có sắc pháp không? Có hiểu chỗ này không? Những cái tâm này nó không phải là sắc pháp. Thấy người ta đau khổ quá, xúc động. Cái đó là tâm gì? Thấy người ta đau khổ, xúc động, đó là tâm gì? Tâm bi, đúng không? Hoặc là thấy người ta mắng chửi mình không có giận hờn nữa, đó là tâm gì? Tâm từ, hoặc là tâm vô sân, đúng không? Có phải không? Như vậy những tâm từ, tâm vô sân đó hay là tâm bi đó, nó có phải là sắc pháp không? Có phải là sắc pháp không? Như vậy cái không đây là không sắc pháp, đúng không? Nó không phải là cái không phải là sắc hư không nữa, nó không phải là sắc hư không nữa. Cái gì nãy giờ ta đang dẫn chứng cái chữ không, một cái không có sắc pháp, tức là sắc không hư không đó, sắc hư không đó, một cái là cái không của không có sắc pháp. Đây trường hợp mình khi mà mình giữ giới, mình giữ giới thì khi mà giữ giới nhớ lại giữ giới mình thì cái pháp giữ giới của mình đó là pháp nào? Giữ năm giới hay tám giới thì không biết, nhưng cái pháp mình giữ giới nó là pháp nào? Nếu không vậy làm sao mà phân biệt được, cái lúc mà mình thiền quán mình phân biệt được à. Cái quý vị đang giữ giới bằng tâm nào? Ai là không biết tâm thiện, mà cụ thể tâm thiện nào? Cụ thể nó tôi làm phước là có phước, cụ thể là phước nào chứ nó cái chung chung vậy là không có được. Cái mình đang chúng ta đang giữ giới đó, đang giữ giới đó, ví dụ không sát sanh thì cái pháp đó là pháp nào? Vô sân, sao phải vô sân? Vậy thì quán kiểu này là không thể ấy được, không phân biệt được rồi. Trả lời một cách chung chung vậy. Khi không sát sanh đó chính là chánh nghiệp. Trong tâm sở có tâm sở chánh nghiệp không? Không nói dối, đó chính là tâm sở chánh ngữ.
khi nuôi mạng đúng đắn, nhớ lại mình nuôi mạng đúng đắn, đó là tâm sở chánh chính mạng. Nói chung nó thì những cái tâm sở phải đi chung với tâm thiện, nhưng mà cụ thể chỉ nó, chỉ mạnh nó ra, chỉ nó ra nó là tác nhân đúng. Cái tâm thiện có nhiều nhiều cách thiện lắm chứ đâu phải như đó thôi, nhưng mà cái thiện này không có sát sanh, không lấy của, không cho, nó chỉ là cái chánh ngữ, hay là nó chỉ là chánh nghiệp, là đây, nó nằm đây. Samma kammanta, chánh nghiệp. Samma vachi nghĩa là chánh ngữ, là samma achiwa nó là chánh mạng. Cho nên không sát sanh, không lấy của, không cho, nó chỉ là samma kammanta, tức là chánh nghiệp, tâm sở chánh nghiệp. Chứ phải nói tâm thiện, dĩ nhiên nó là tâm thiện thôi, nó không thể là tâm bất thiện được. Nhưng nó là cái chủ yếu đó. Khi tôi đảnh lễ kim thân Phật, trước mắt thì nó là tâm thiện rồi đúng không? Nhưng mà cái chủ yếu nó là cái gì? Cái chỉ ra được nó, lúc đó chúng ta mới có nhạy bén được. Khi mà chúng ta đảnh lễ kim thân Phật thì là cái tâm sở tính nó đang làm chủ động. Không có tin không có đánh lễ. Cho nên chúng ta phải nắm mấy, lấy được cái phân biệt được cái danh của danh. Còn kia là chúng ta phân biệt được sắc của sắc, danh của danh. Nếu ôm chung vô là tuệ phân biệt danh sắc. Cái danh nào nó làm cái điều này. Chứ không phải là cái nói chung chung nó là thiện nữa. Nên chúng ta sẽ là cái chung chung vậy là không có đúng. Người có người tốt, người xấu, người tốt nó thể hiện bằng cách nào, người xấu thể hiện bằng cách nào, nghe không vậy? Chứ không phải nói đó là người, không phải. Chúng ta không có làm được như vậy. Quý vị hiểu ý như này không? Thế giờ trường hợp nhớ lại cái việc thiện mình làm. Nếu mà lại là thiện là việc thiện mình làm có phải là cảnh quá khứ không? Cái tâm thiện mình làm có phải là tâm quá khứ không? Tâm thiện nó có thể là tâm từ khởi lên đúng không? Nó có thể là tâm bi khởi lên đúng không? Hoặc là có thể là một tâm tính khởi lên. Thì mình tin có nghiệp quả mình mới bố thí đúng không? Đúng không? Như vậy cái tâm này nó là cái tâm sở hữu tính, nó làm cái tâm sở tính nó làm chủ. Vậy tâm sở tính này nó bị cái tâm bắt, vậy tâm sở tính này phải là cảnh quá khứ không? Nó là pháp đã diệt mất đi mà, rồi bị cái tâm này nó bắt lại thì tâm sở tính nó là cảnh quá khứ đúng không? Nhưng nó xuất hiện ngay trong hiện tại, hai cái nó khác nhau. Cái thời điểm nó xuất hiện là hiện tại. Bây giờ quý vị nhớ lại lúc tôi 8 tuổi đi vô trong vườn bắn xoài, hái xoài bị được chạy, chẳng hạn như vậy. Thì cái chuyện nhớ lại đó là cảnh quá khứ đúng không? Có phải không? Nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra ngay trong hiện tại chứ nó không phải trong quá khứ nữa, quá khứ nó mất rồi. Mà nó cái cảnh đó, nó trở lại ngay trong hiện tại, cho nên chúng ta thấy là cái cảnh nó là quá khứ nhưng mà nó xuất hiện ngay trong hiện tại. Chúng ta cần phải phân nhận định được cái thời điểm nó xuất hiện. Mặc dù nó là cảnh quá khứ đó, nhưng mà nó xuất hiện ngay trong thời điểm hiện tại mình mới nhớ được nó. Nhưng nó xuất hiện trong quá khứ thì sao nhớ? Nhớ chỗ này, cái cảnh là quá khứ mà nó xuất hiện trong thời điểm nào? Nó xuất hiện ở trong thời điểm hiện tại. Có hiểu chỗ này không? Bây giờ một cái vị đắc được cái túc mạng thông, giống như là một vị chư thiên chẳng hạn vậy. Hay là một con ngạ quỷ. Ở trong bộ Ngạ Quỷ Sử có nói rằng là khi mà những con ngạ quỷ nó đi lang thang, gặp những vị trưởng lão hỏi rằng đó, này ngạ quỷ, kiếp trước ngươi làm cái nghiệp gì mà giờ phải tái sanh làm ngạ quỷ như vậy? Nói bạch ngài, bởi kiếp trước con là người bỏng sẻn nên con làm cái nghiệp ác, giờ có tái sanh như vậy đúng không? Tại cái bỏng sẻn nó có phải là cái cảnh quá khứ không? Mà mình nhớ là ngay trong hiện tại, hiểu không? Và như vậy thì cái tâm nhớ lại là khác, còn cái cảnh là khác.
gặp quá là một ngày một Kiền Liên đi trên cõi Đào Lợi, thấy những thiên nữ ra đảnh lễ ngài với hào quang rực sáng như vậy. Ngài một Kiền Liên hỏi là, này thiên cung chủ, kiếp trước ngài làm cái nghiệp gì mà giờ được cái hào quang như vậy, được cái tài sản như vậy? Thế những cái thiên nữ nó bạch ngài, kiếp trước con làm vậy 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 vậy, cái chuyện mà cái tâm thiện trước nay làm như vậy vậy, có phải là cảnh quá khứ không? Cái người này phải nhớ lại không? Cái này được gọi là tùy nghiệp trí, nó nhớ là cái kiếp trước mình làm. Rồi mình cái là thiện đó, hoặc là bất thiện kiếp trước vân vân, nó gọi là tùy nghiệp trí. Nhưng mà những cảnh quá khứ đó nó xuất hiện tại hiện tại, chứ không phải xuất hiện trong quá khứ nữa. Cho nên cái trường hợp này là nhớ lại cảnh quá khứ, biết cảnh quá khứ. Nhưng mà cái biết về cảnh quá khứ một cách nhất định, chúng ta đang nói tới cái hư không. Cho nên nếu dịch là không vô biên xứ là cái hư không vô cùng tận, thì nó không có vô sắc cũng nào, mà nó là sắc pháp, mà nó lấy cái đề mục vô sắc. Cho nên cái này phải dịch chính xác là cái không vô cùng tận, chứ không thể lên sắc hư không vô cùng tận. Cho nên chúng ta thấy là không nắm gì pháp nên dịch theo cái từ ngữ là nó sai chi pháp cực kỳ nghiêm trọng. Và đây là bản dịch của Ni Sư Thích Nữ Tứ Hải trong cái bản dịch của ngài Nhanh Áo Mô Ly. Mặc dù cái chữ Akasa vẫn là, nếu đúng nghĩa thì nó là hư không, nhưng ở trường hợp này không phải là sắc hư không mà là cái không vô cùng tận. Ví dụ như người không bệnh đâu phải là cái sắc pháp đâu. Người không có phiền não thì cái không phiền não đó không phải là sắc pháp, mà cái không phiền não đó là cái vô sắc. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Rồi cái vị này chứng được cái thiền không vô biên xứ, cho nên trong kinh văn được Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là vị đó vượt qua cái sắc tưởng. Nếu nó là hư không, nó là sắc hư không thì nó vẫn còn là sắc tưởng. Còn cái này là vị đó vượt qua sắc tưởng, vượt qua cái vị biệt tưởng, tức là nó không còn có một cái, nó hoàn toàn nó không phải là gỡ sắc pháp này sắc pháp kia, nó gì biểu tượng, nó cần vượt qua cái đối ngại tưởng, tức là cái chướng ngại của cái tưởng chướng ngại đối với thiền này. Và vậy đó chứng thiền không vô biên xứ là cái không vô cùng tận, cái không vô cùng tận. Vậy nó chứng được cái không vô cùng tận này rồi, sau khi an trú thiền, nhập thiền một thời gian, sau khi nhập thiền ra phản kháng thiền, xem xét lại những chi thiền xong, vậy đó chợt hiểu ra rằng cái không này nó không vô cùng tận được. Nó không vô cùng tận tại sao? Vì nó bị cái thức biết, cái không này còn bị cái thức biết, cho nên cái không này nó không là vô cùng tận được. Nếu nó vô cùng tận thì thức nó không biết, nhưng mà giờ thức nó biết thì cái không này nó không vô cùng tận được. Vậy thì cái thức mới là vô cùng tận, bởi nó biết cái vô cùng tận thì nó mới chính là vô cùng tận. Vậy nó mới tu tập cái thiền vô sắc thứ hai, tức là thức vô biên xứ. Để tu tập cái đó, cái thiền thức vô biên xứ đó, vậy nó phải lấy lại cái tâm không vô biên xứ là diệt. Tâm không vô biên xứ cũng đã diệt, lấy cái tâm đó làm đề mục, và nữa là thức vô biên xứ. Một lúc nào đó vậy đó, cái ấn tướng này sinh khởi lên, cái niêm tá sinh khởi lên, và nghe cái bật một cái vậy đó lọt vô chứng đắc được là thức vô biên xứ. Như vậy cái tâm thiền thức vô biên xứ nó lấy cái cảnh là tâm không vô biên xứ đã diệt làm cái đề mục, đúng không? Mà tâm không vô biên xứ nó đại diệt, có phải là cái tâm quá khứ không? Và nó bị cái tâm thức vô biên xứ biết này, vậy thì nó trở thành là cảnh quá khứ, đúng không? Cái pháp nào quá khứ mà bị tâm biết thì cảnh nó gọi là cảnh quá khứ. Tâm không vô biên xứ nó thuộc về quá khứ, đúng không? Nó đại diệt rồi mà bị cái tâm thức vô biên xứ bắt lấy,
Như vậy tâm thức vô biên xứ, bắt lấy tâm khôi không vô biên xứ làm cảnh, vậy tâm không vô biên xứ nó là cảnh quá khứ của thức vô biên xứ. Nắm được chưa? Tới đây hết chưa? Chưa hết. Tới đây chưa hết à. Cho nên trong bộ Bát Thanh Á mới mở phân tích ra, quý vị sẽ thấy không có một cái chi tiết nào mà Đức Thế Tôn này bỏ qua hết. Hay tuyệt vời. Và mỗi lần mà nhắc lại cái bộ này là lúc nào sư cũng thích thú. Ở đây tới đây cái trường hợp này có thể xảy ra. Một vị thánh trước khi chứng quả A-la-hán, vậy đó chứng được thiền thức vô biên xứ đúng không? Trước khi chứng quả A-la-hán, vị một vị này có thể chứng được thiền thức vô biên xứ. Trường hợp này có thể xảy ra không? Có không? Ông Alara Kalama, tức là đạo sư Alara Kalama, vị thầy đầu tiên của Bồ Tát Đi Xuất Gia, đã chứng được vô sở hữu xứ, tầng thành cao hơn cái này nữa mà. Mà vậy đó có thể chứng thành thánh chưa? Giờ. Nhưng mà vậy đó đã vượt qua thức vô biên xứ chưa? À. Để trường hợp đó bây giờ mà có một người trước đó đã chứng được thức vô biên xứ, thì cái cảnh của thức vô biên xứ này nó là gì? Cảnh của thức vô biên xứ nó là gì? Tâm không vô biên xứ đúng không? Cái cảnh của nó là cảnh tâm không vô biên xứ. Cảnh tâm vô biên xứ này, cái tâm không vô biên xứ này lúc bấy giờ nó là thiện hay là vô ký? Cái tâm không vô biên xứ này lúc bấy giờ nó là thiện hay là vô ký? Làm sao mà thiện nữa, làm sao mà vô ký được? Khi cái tâm không vô biên xứ này nó trở thành là vô ký khi nào? Khi vậy đó là A-la-hán đúng không? Đúng rồi, nó mới là tâm duy tác. Tâm duy tác là pháp vô ký đúng không? Hoặc giả rằng vậy này, cái thức vô biên xứ này nó bắt cái cảnh này, nó là cái cảnh này, cái tâm không vô biên xứ này nó là vô ký khi vậy nó chết. Khi vậy nó chết mà cái thức vô biên xứ này còn đúng không, thì bây giờ cái tâm quả thức vô biên xứ này sanh lên. Mà tâm quả thức vô biên xứ này, tâm quả thức vô biên xứ sanh lên này, cái tâm quả này nó là vô ký hay là thiện? Nó vô ký quả đúng chưa? Vô ký có hai, một là vô ký quả, hai là vô ký duy tác đúng không? Là trường hợp cái vị này chứng được thức vô biên xứ mà không quả thiền, khi mệnh chung thì thức vô biên xứ này nó cho một cái tâm quả thức vô biên xứ đúng không? Cái tâm quả thức vô biên xứ này nó là pháp vô ký hay là pháp thiện? Nó là pháp vô ký quả đúng không? Nhưng mà cái cảnh của nó là cảnh nào? Cái cảnh của nó là thiện hay là vô ký? Cái cảnh nó là thiện hay vô ký? Cảnh nó vẫn là thiện nha, tại vì nó chứng lúc cái tâm này, cái tâm không vô biên xứ thì nó là thiện đúng không? À, khi nó chứng cái cảnh này nó là cảnh cái tâm thiện, cảnh thiện đúng không? À, thì cái tâm này á, bây giờ cái thức vô biên xứ này bây giờ hiện tại nó là thiện đúng không? Rồi khi mà nó làm việc tục sinh thì nó chính là vô ký đúng không? Phải chưa? Vô thiện hay vô ký vẫn bắt cái cảnh là cái tâm không vô biên xứ. Mà cái cảnh không vô biên xứ này nó chính là thiện đúng không? Cho nên trong bộ duyên mới nói là vô ký trợ, xin lỗi, thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, nó trường hợp nhất. Vô ký, xin lỗi, thiện trợ vô cho thiện, trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Thiện trợ vô ký, thiện đây là thiện không vô biên xứ đúng không?
trợ cho thức vô biên xứ cũng là thiện đúng không? Mà cái thiện không vô biên xứ làm cảnh đúng chưa? Cho nên là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Đó là trong thời bình nhật này đúng không? Ngay trong thời tục sinh, cái thiện này, cái cảnh thiện này có thay đổi không? Có thay đổi không? Rồi nó cái thiện này nó cho ta tâm quả đúng không? Quả thức vô biên xứ đúng không? Phải không? Mà cái cảnh này, cái cảnh thiện này nó có thay đổi không? Không. Những trường hợp này gọi là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Cũng vậy thôi, nhưng mà hay qua cái thời điểm khác là nó chuyển khác, mặc dù cảnh nó vẫn như vậy. Phân tích đến mức độ vậy thì cái đầu óc của vị này là chánh đẳng giác. Ok, không có còn gì mà phải từ chối cãi được. Có hiểu chỗ này không? Lại nữa, chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ một cái người chứng được thức vô biên xứ, thức vô biên xứ trước đó nên chưa gặp chánh đẳng giác, nhưng gặp được chánh đẳng giác thì người này vẫn còn là phàm nhân đúng không? Cho dù là ông chứng được thức vô biên xứ hay cho đến phi tưởng phi biên xứ mà chưa gặp được đức chánh đẳng giác, ông vẫn còn là phàm nhân đúng không? À, rồi ông này may mắn gặp được Đức Thế Tôn này thuyết giảng pháp chứng cái hành thực hành chứng quả A La Hán. A La Hán. Vậy thì cái tâm không vô biên xứ trước đây nó là thiện đúng không? Phải không? Trước khi chứng quả A La Hán thì tâm thức vô biên xứ trước đây nó là thiện đúng chưa? Nhưng mà sau khi chứng quả A La Hán thì nó còn là thiện nữa không? Nó là cái gì? Nó là vô ký. Bây giờ nó trở lại là vô ký. Nhưng mà cái cảnh này trước đây nó là cảnh thiện đúng không? Vậy thì khi mà chứng cái thức vô biên xứ duy tác này, này nó là thức vô biên xứ duy tác đây này, này đúng không? Vậy thì cái cảnh đó nó có thay đổi không? Nó vẫn là cảnh thiện đúng không? Thì trường hợp này bộ duyên Đức Phật ngài dạy rằng là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Mà vô ký này vô ký duy tác, cho nên phân tích rất là nhiều cái chi tiết, nhiều vấn đề nó là như vậy. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nè. Nhưng mà vậy là cái thiện không vô biên xứ này nó là cảnh quá khứ đúng không? Cái không vô biên xứ nó bị diệt đi, bị thức vô biên xứ biết, cho nên nó trở thành là cảnh quá khứ đúng không? Có phải vậy không? Nè. Như vậy chúng ta thấy rằng cái thức vô biên xứ này, thức vô biên xứ này nó sanh lên, cái thức vô biên xứ này nó sanh lên thì nó luôn luôn biết cảnh là tâm thiện không vô biên xứ. Mà tâm thiện không vô biên xứ nó là cái pháp quá khứ của cái thức vô biên xứ này, và nó bị cái thức vô biên xứ này biết thì nó trở thành là cảnh quá khứ của nó. Và ba cái tâm thức vô biên xứ này nó không bắt cảnh nào khác ngoài cảnh là thức tâm không vô biên xứ cả. Cho nên trường hợp này ba cái tâm thức vô biên xứ biết cảnh quá khứ nhất định, nó ngoài cái thức vô biên xứ đã diệt ra, nó không bắt được cái cảnh nào nữa hết, cho nên nó biết nhất định. À, như vậy chúng ta sẽ có là ba tâm thức vô biên xứ biết cảnh quá khứ nhất định. Đây là trường hợp thứ nhất. Rồi vậy đó, nhập vô thức vô biên xứ, xuất ra thức vô biên xứ một thời gian sau, vậy đó quán xét rằng cái thức này nó là không vô biên xứ rồi, nó không có cái biên giới rồi, thì nó sẽ không có chỗ trú nhất định, nó không có chỗ trú nhất định rồi. Vậy đó mới tu tập tiếp. Nói là cái không có nơi nhất định, không trú nhất định, không vậy thôi. Cho nên lấy cái đề mục cái chế định là vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ.
Akinchana, Akinchana, Yatana, tức là không có chỗ trú, nó vô biên mà, cái chỗ nào đâu nó trú. Nên là đây đó, tu tập một thời gian chứng đức đắc được cái vô sở hữu xứ. Rồi bây giờ sau khi nhập vô, nhập ra một thời gian, sao có cảm giác rằng cái vô, cái thức vô sở hữu xứ này á, nó có lúc nó dường như nó có, dường nó không, tức là nó như có như không, như có như không, như có như không. Cho nên vậy nó mới lấy cái tâm vô sở hữu xứ này làm cái điều một niệm tưởng là không do cái này là phi tưởng xứ. Tức là không có tưởng cũng không không có tưởng. Cái này bảo rằng có tưởng không đúng, tức là không có tưởng mà cũng không không có tưởng. Cái này là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì phi tưởng, phi phi tưởng xứ này lấy cái tâm vô sở hữu xứ này làm cái đề mục. Như vậy tâm vô sở hữu xứ này có phải là pháp quá khứ đã bị diệt không? Và nó bị cái tâm phi phi tưởng này nhận lấy. Phải vậy thì nó trở thành cảnh của tâm phi vi tưởng nữa. Và như vậy thì tâm phi vi tưởng này cũng chỉ sinh lên, nó cũng chỉ biết cái vô sở hữu xứ này thôi. Ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết. Nó cũng tương tự, cách lý luận cũng giống như ba cái thức vô biên xứ ở trên. Như vậy thì cái ba cái tâm phi tưởng xứ này nó cũng biết cái cảnh quá khứ nhất định. Biết cảnh quá khứ nhất này. Đây là trường hợp thứ nhất. Đây là trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai, một vị tu thiền chứng được thiền vô sắc. Vị đó có thể nhớ là thiền vô sắc không? Có thể nhớ là cái tâm thiền mình không? Rồi vị đó có thể tự hào không? Có không? Nghe, ta cũng chứng được phi tưởng, phi vi tưởng mà. Nghe. Rồi vậy đó có thể có nghi hoặc không? Không biết cái tầng thiền này phải là phi vi tưởng không ta? Cái tầng thiền này có phải là tầng thiền thức vô biên xứ không? Có thể nghi hoặc không? Có thể phát sinh tâm thiện không? Có không? Nhưng những cái trường hợp này nó phải luôn luôn vậy không? Lúc có, lúc không, lúc có, lúc không, cho nên gọi là bất định. Và chúng ta biểu thị một cái tâm lộ, chúng ta thấy sao? Ví dụ như tâm thờ lộ, nhớ lại. Ở đây khi nhớ lại tâm thiền đã chứng đắc, thì cái cảnh đó là cảnh sắc pháp hay danh pháp? Khi nhớ lại tâm thiền đã chứng đắc, thì cái cảnh đó là cảnh danh pháp hay là sắc pháp? Cảnh danh pháp đúng không? Cảnh danh pháp lộ tâm có cái hữu phần vừa qua không? Không nha. Khi nào quý vị nhìn thấy tâm lộ mà có hữu phần vừa qua thì biết rằng nó là sắc pháp làm cảnh. Còn như nhìn tâm lộ mà không có hữu phần vừa qua thì cái đó danh pháp làm cảnh. Bởi vì sắc pháp là một chướng ngại cho danh pháp, nó chần chờ, chính cái chần chờ đó nó tạo ra một cái hữu phần vừa qua. Còn như nó không thì nó sẽ đi luôn, nó trơn láng luôn. Nước hòa với sữa, sữa đổ bao nhiêu, nước hòa tan bấy nhiêu, nó không có chần chờ. Nhưng mà bỏ dầu vô thì nó bị chần chờ, nó là khác như vậy, nó không hòa hợp, nó là như vậy. Cho nên nghĩa tâm lộ để mình nhớ lại, chúng ta sẽ có là rung động dứt dòng, rồi tiếp theo là khai ý mô, đúng không? Mình nhớ lại thì nó gồm có là có thể khi mình nhớ lại có thể tự hào không? Có thể là buồn phiền không? Buồn phiền trường hợp nào? Là trước đây đã chứng đắc được tầng thiền đó rồi đúng không? Rồi bây giờ tầng thiền nó bị hoại đúng không? Thành ra là buồn đúng không?
chứng thì khó khăn quá mà bây giờ nó mất tiêu rồi, cảm thấy là bất bình khó chịu đúng không? Thọ ưu sanh khởi, mà đã thọ ưu sanh khởi phải đi chung với tâm sân đúng không? Hoặc là nghi hoặc vân vân, đại khái như vậy. Nó có thể khởi lên tà kiến không? Có khởi lên tà kiến không? Vẫn có trường hợp đạo sư Alara Kalama chứng được vô sở hữu xứ, ông cho tới đó là giải thoát rồi, đó là giải thoát rồi. Mà cái đó giải thoát chưa? Do cái đó được gọi là tà kiến, hiểu sai. Ngay cả đạo sư là Uddaka Ramaputta, tức là Ramaputta đó, Uddaka là con của Ramaputta, chứng dạy cho Bồ Tát, chứng vô sở, do phi tưởng, và sau này ông cũng chứng được. Nên nhớ nha, ở đây một cái chi tiết lịch sử, đạo sư Uddaka Ramaputta, Uddaka là tên, Ramaputta là con của Rama, cái vị này con của đạo sư trước đó, đạo sư tiền nhiệm đó, Rama, mà đạo sư tiền nhiệm này chứng được phi tưởng. Sau khi chứng được phi tưởng mới dạy lại cho con mình, con mà dạy thì dạy, nhưng mà ông này không thực hành cho nên không có chứng đạt, vậy là tới cái vô sở hữu xứ thôi. Rồi khi mà Bồ Tát nói là Bồ Tát đi gặp ông này cũng là đạo sư, rồi cái đệ tử mình hỏi, mà đệ tử mình chứng đạt cái trình độ mình, mình dạy mà cái kiểu này thì nó coi nó hơi nó không có không có mạnh, cho lấy sách bài giảng của cha mình dạy lại, mà bản thân ông chưa có thành tựu được cái này. Dạy xong thì Bồ Tát mới quán xét, mới nói là chắc chắn là ông Ra Má này nè, chắc chắn ông Ra Má này chứng được phi tưởng thế giới rồi. Mà ổng này có tính, có niệm, có định, có tinh tấn, có trí, ổng chứng đạt được. Ta cũng có tính, cũng có niệm, có tấn, có định, có tinh tuệ, tại sao ta chứng được? Cái đó là cái tính này là cái tính mà Đức Phật dạy chúng ta đó, chứ không phải là mình tin bên ngoài. Tin ngoài là một lẽ, nhưng mà phải có mình tự tin rằng tôi sẽ làm được việc đó. Cái tính rất quan trọng. Cái người mà không có cái niệm mà tôi không làm được chuyện đó, chắc chắn không làm được. Có một số người nói diệu pháp khó quá tôi học không được, chắc chắn không bao giờ học được, chắc chắn luôn. Còn cái người nói rằng diệu pháp tuy nó khó mà người ta học được, tôi học được, chắc chắn người ta sẽ học được. Cái tính đó, trong Phật giáo là cái tính đó chứ không phải cái mình tin bên ngoài, không phải, là cái tự tin của mình. Thì Bồ Tát tự tin như vậy, cho nên mấy ngày sau ngài chứng được thiền phi tưởng, ngài mới lên nói với đạo sư mình, nói thưa ngài đạo sư, cái điều mà ngài dạy đó nay tôi đã thành tựu, nó là có trạng thái như vậy nè. Cái ông này cũng giật mình, nó trời ơi, mình dạy người ta mà người ta thành tựu, mình không thành tựu, cho nên Bồ Tát từ bỏ ra đi. Mà nhưng mà lúc đó thì ông Uttaka Ramaputta này cho rằng như vậy là được giải thoát rồi. Mà cái này có giải thoát chưa? Như vậy tà kiến có sanh khởi không? Thì ông Uttaka này sau khi Bồ Tát ra đi, ông mới cảm thấy mình thua kém đệ tử kỳ quá. Cho nên ông nỗ lực thời gian sau ông chứng quả. Nhưng ông chứng quả chứng đạt được thiền phi tưởng xứ. Nhưng duyên không có, lỡ mất một cơ hội chỉ một đêm mà thôi. Còn ông Alara Kalama lỡ mất cơ hội 7 đêm, tức là khi mà Bồ Tát nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sam Bát Tý, ngài nhận lời chúc pháp, ngài muốn quán xét rằng trong thế gian này ai là cái người thể mà chứng ngộ được cái pháp chân lý mà Như Lai chứng ngộ nhanh chóng nhất, thì việc đầu tiên Đức Phật ngài nghĩ tới Alara Kalama. Đây là cái pháp tri ơn thầy luôn á, cái người thầy đầu tiên đó. Thì bây giờ chư thiên có báo là bạch ngài, cái ông đó mới vừa mất cách đây tuần lễ,
Đấy thì Bồ Tát quán, Đức Phật có quán xét là đúng thật như vậy. Ngài mới cảm thán rằng thật là một thiệt thòi lớn cho Alara Kalama. Như vậy đánh mất đạo quả chỉ trong 7 ngày. Trong vòng 7 ngày mà còn sống đó, đó thì là gặp Đức Phật ngài thuyết giảng cái chứng quả dự lưu rồi xong, chỉ cần dự lưu thôi, một phát dự lưu thôi là sau này 7 kiếp sau A-la-hán đúng không? Đánh mất cơ hội thánh quả trong 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi. À. Rồi cái Bồ Tát quên Đức Phật ngài mới quán xét nữa, còn ai nữa? Thì có là Uttaka Ramaputta. Vị này thông suốt có trí tuệ, nghe pháp có thể hiểu. Ta sẽ giảng cho vị đó. Chư thiên báo nó bạch ngài, cái ông Uttaka Ramaputta của ngài nghĩ tới đó, mới vừa chết hôm qua. Mới vừa chết đêm hôm qua. Đức Phật ngài quán xét đúng vậy, ngài mới cảm thán là thật là một mất mát lớn lao đối với Uttaka. Như vậy đánh mất đạo quả trong một đêm. Một đêm chậm một hai đêm thì có được đạo quả rồi đúng không? Đức Phật ngài muốn tế độ thì ngay lập tức ngài xuất hiện tới đó, ngài giảng pháp xong cái thời pháp đó có thể là chứng quả liền. Nhưng mà trễ một chút, như ông Bà La Môn Brahmayú vậy, là ông nói là có cái tuổi đời là 120 tuổi, xem như là Thái Sơn Bắt Đẩu của Bà La Môn, Thái Sơn Bắt Đẩu luôn. Khi mà ông đi vô đó, vô gặp mà ý kiến Đức Phật á, thì hội chúng Bà La Môn á đang ngồi để mà nghe Đức Phật giảng pháp á, đứng dậy hết để chào. Khủng khiếp nha. Thì ông Bà La Môn Ramayú này kêu ngồi xuống đây. Ông đi xuống, ông nhìn Đức Phật xong, ông quỳ xuống đảnh lễ và dùng miệng hôn chân Bồ Tát. Nói qua hôn dùng miệng hôn chân Đức Phật luôn. Và lúc đó Đức Phật ngài thuyết lên bài pháp, nghe xong ông chứng quả dự lưu. Và khi mà ông trở về quê của ông thì ông sẽ mệnh chung. Mà dự lưu là chắc chắn A La Hán là đúng không? 120 tuổi, nó là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là thì như vậy thì khi mà nghĩ là chứng đạt được những tầng thiền, có thể phát sinh tà kiến, bởi vì cho đó là sự giải thoát rồi. Nhưng mà tới đó chưa giải thoát, chưa hoàn toàn chưa giải thoát. Cái chưa giải thoát cho rằng đó là giải thoát thì có phải là tà kiến không? Nè, cho nên cho chúng ta thấy rằng nếu cái lộ tâm chúng ta có rúng động dứt dòng, khai ý môn, nó chuyển trong này, nó có thể là những tâm duy tác cũng có, đúng không? Những vị thánh A-la-hán có nhớ lại tầng thiền mình chứng đắc không? Lúc đó tâm đó là tâm gì? Tâm động lực đó, tâm động lực gì? Duy tác đúng không? Những cái phàm nhân có thể nhớ là tầng thiền phi tưởng mình chứng đắc không? Có không? Những tâm đó là tâm gì? Phải tâm thiện không? Rồi khi nhớ là những tầng thiền mình chứng đắc, phàm nhân nhớ là những tầng thiền chứng đắc, có thể phát sanh hoài nghi có không? Có thể phát sanh tham ái có không? Có không? Có thể phát sanh buồn khổ có không? Khi thấy những tầng thiền mình bị đứt rồi, rồi phát sinh nghi hoặc cũng có đúng không? Như vậy trong cái luồng động lực này, động lực này, bảy động lực này, động lực này nó bằng là hai mươi chín động lực trong giới. Hai mươi chín động lực trong giới nó có tham ái dính mắt không? Vậy nó có tâm tham đúng không? Mất tầng thiền, mất những tầng thiền đó có thể là khó chịu, bất bình, buồn khổ, tâm sân có đúng không? Nó có thể nghi hoặc đúng không? Nó có thể miên man suy nghĩ nó như vậy có không? Vậy phóng dật có sinh khởi đúng không? Như vậy 12 tâm bất thiện có không? Như vậy là nó có 12 tâm bất thiện này. Rồi nó quan hỷ với tầng thiền của mình chứng đắc được, nếu là phạm nhân có không? Nó là 8 tâm thiện dục giới có đúng không? Những gì thánh A La Hán nhớ lại bằng 8 tâm duy tác này đúng không? Còn tâm nào nữa không? Còn cái tâm này nữa nè. Còn tâm sinh tiếu. Vị thánh A La Hán nhớ lại những tầng thiền mình chứng đắc được có quan hỷ mỉm cười không? Cười á, chứng đắc được cái cười mở ra. Cười hỏi sao cười? Tôi thích tôi cười vậy thôi. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao, nó là như vậy.
Đó là cái tâm sinh tiếu đó. Như vậy chúng ta sẽ có là 29 tâm dục giới này nó bằng là 12 tâm bất thiện. Cộng ra 8 đại thiện. Sinh tiếu ra 8 đại tốt. Nó bằng là 27 tâm đúng không? À quên nữa, nó còn thêm nữa. Phàm nhân nhớ lại những tầng thiền mình bằng tha tâm thông được không? Bằng túc bằng thông được không? Túc bằng thông là nhớ lại những cái pháp quá khứ. Nghe cái phàm nhân nhớ lại bằng túc bằng thông được không? Bậc thánh nhớ lại bằng túc bằng thông tố được không? Như vậy có thêm 2 tâm tố nữa. Hai tâm thông, xin lỗi, hai tâm thông, đúng rồi. Hai tâm thông này là thiện và tố. Bao nhiêu tâm sở hợp? Bao nhiêu tâm sở hợp? Bây giờ những cái tâm này à, nó có giới phần không? Nó có giới phần không? Tại sao không có giới phần? Nó có vô lượng phần không? Bởi vì vô lượng phần khi nó bắt cảnh là cảnh chúng sanh đúng không? Mà cái cảnh này là cảnh tâm pháp mà, đúng không? Cảnh những tầng thiền thì nó không phải là chúng sanh, cho nên không có vô lượng phần. Khi thấy chúng sanh đau khổ, tâm bi xuất hiện đúng không? Khi thấy chúng sanh hạnh phúc, tâm hoan hỷ xuất hiện, đúng không? Vậy bi và tùy hỷ nó xuất hiện khi bắt cảnh chúng sanh. Còn đây cảnh này là cảnh của cái tâm thiền, nó không phải là cảnh chúng sanh, cho nên không có vô lượng phần. Khi chánh ngữ xuất hiện, khi mà làm việc nói năng là ngăn trừ nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói nhảm nhí, ở đây có nói không? Cho nên chánh ngữ không xuất hiện. Ở đây chánh nghiệp xuất hiện khi gì đó không sát sanh, không lấy của, không cho, không tạ hạnh trong dục lạc. Ở đây nó có không? Cũng không, do chánh ngữ, chánh nghiệp không có mặt. Vậy đó đang nuôi mạng một cách đúng đắn thì có chánh mạng mới xuất hiện. Cái này có nuôi mạng không? Cho nên ba giới phần không có, hai vô lượng phần không có. Tổng cộng là 5 cái tâm sở không có mặt đúng không? Tổng số 52 tâm sở trừ 5 cái tâm sở không có mặt. Vậy thì nó có 47 tâm sở. Đúng vậy, tâm sở. Nên chúng ta cái loại trừ nó vậy thôi. Như vậy tổng cộng là chúng ta sẽ có chi pháp nha, như sau. Tâm biết nhất định. Biết nhất định là gì? 6 tâm đúng không? Mà 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng, phi tưởng xứ. Bao nhiêu tâm sở hợp? Đã nói tâm phải có tâm sở hợp. Bao nhiêu tâm sở hợp? Cái này là tâm thiền đúng không? Tâm thiền mà tâm thiền vô sắc giới nữa, ở đỉnh cao rồi đúng không? Vậy nó sẽ không có tầm tứ hỷ đúng không? Vậy nó thọ xả mà, nó không có tầm tứ hỷ. Tầm tứ thì bị mất ở nhị thiền rồi, cái này nó vượt lên trên nữa rồi, nó không có tầm tứ hỷ đúng không? Ba giới phần có không? Ba giới phần có không? Không. Hai giới phần có không?
nó đâu phải bất cảnh xuống sanh đâu mà nó có, đúng không? Là nó không có hai vô lượng phần, không có ba giới phần, nó không có tầm tứ hỷ nữa, là bao nhiêu rồi? 8. Tổng số 13 tờ tha, 13 tờ tha cộng với 25 tịnh hảo, nó là 38 tâm sở. Không, cái này nó là thiện hay bất thiện? Thiện thì nó sẽ không có cái nhóm bất thiện này chung vô, đúng không? Nó loại trừ cái 14 bất thiện này rồi, nó chỉ còn cái 13 tâm sở tờ tha và 25 tâm sở tịnh hảo, đúng không? Tổng cộng là 38, đúng không? Có phải không? 38 mình trừ tầm tứ hỷ là 3 rồi, đúng không? 3 giới phần nữa là 6 rồi, đúng không? 2 vô phần nữa là 8 rồi, đúng không? Như vậy tổng số tâm sở hợp là bao nhiêu? 30. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu mà khó khăn lắm. Nó không có vượt quá sự suy nghĩ của mình. 30 tâm sở hợp, nó chỉ vượt quá cái sự suy nghĩ của những kẻ lười biếng mà thôi. Những kẻ nào lười biếng không học bài là nó khó khăn thôi, mà nếu mà học bài thì nó không có gì mà khó khăn cả. Rồi, cái bây giờ biết bất định, biết bất định, biết bất định, rồi chúng ta sẽ có, nãy chúng ta tâm độ đó, có tâm khai ý môn. Khai ý môn cũng biết cảnh quá khứ nữa. Vì sao? Vì chúng ta sẽ thấy nè, nó rúng động dứt dòng. Rồi khai ý môn, cảnh nó bắt đầu nó vô đây, cái cảnh nó bắt đầu nó vô đây, nó vô đây nó làm cho cái tâm hữu phần nó bị rúng động đi. Tiếp theo nữa là hữu phần nó chấm dứt, cảnh nó vẫn còn tác động tới. Cho nên khai ý môn này biết cái cảnh đi vào không? Rồi dần dần cái cảnh này nó đi tới đây. Ở đây chúng ta đừng quên thêm một cái nữa, nếu mà với một cái cảnh nó tốt nữa đó, cái cảnh nó tốt nữa thì nó có phát sinh thêm cái 11 tâm na cảnh nữa. Nhớ lại, nếu mà thích thú quá thì thêm 11 tâm na cảnh đó đẹp nữa. À, như vậy chúng ta sẽ có cái biết bất định, nó có là tâm khai ý môn, nó cộng cho 29 động lực dục giới, chúng ta nói rồi. Rồi cộng cho 11 tâm na cảnh nữa. Đây là biết bất định, tức là lúc biết lúc không, lúc biết lúc không nè, lúc nhớ nè. Nếu như chưa chích mũi ba cái lúc nhớ nè, còn nếu chích mũi ba là lúc quên. Ngày lúc nhớ lúc không, lúc nhớ lúc không. Như vậy à, thì đây là cái biết bất định, thì nó có bao nhiêu tâm sở hợp. Ở đây cảnh của nó có phải là về giới hạnh không? Đó là có sắc sanh lý của không cho không? Vậy là không có chánh ngữ, đúng không? Chánh nghiệp, đúng không? Có nói không? Cho nói dối, nói gì không? Thì không có chánh ngữ, đúng không? Có nuôi mạng không? Cái cảnh này phải là cảnh chúng sanh không? Như vậy là trừ đi 5 tâm sở, đúng không? Thì 5 sở, nhưng mà nó có bất thiện không? Có bất thiện không? Bởi vì trong 29 tâm dục giới này nó có 12 tâm bất thiện mà. Như vậy nó có tâm sở bất thiện, đúng không? Tổng cộng 52 tâm sở, trừ đi 5 tâm sở, đúng không? Có 3 giới phần, 2 vô lượng phần, đúng không? Vậy tổng cộng là nó còn là 47 tâm sở hợp. Rồi, nhìn vô đây thì chúng ta sẽ có cái tâm mà tâm sở chi pháp, nó là như vậy. Thì uẩn có mấy uẩn? Trong này có sắc pháp không? Có sắc pháp không? Chỉ có danh pháp thôi không? Nó không có sắc pháp. Vậy thì có bốn uẩn. Tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 50 tâm sở còn lại nó là hành uẩn, nhưng mà trừ đi cho 5 tâm sở kia à, thì còn lại 45 tâm sở còn lại là hành uẩn. Tổng số tâm sở là 52 tâm sở, đúng không? Tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, đúng chưa?
còn lại là 50 tâm sở đúng không? 50 tâm sở đó trừ đi 5 tâm sở là giới phần và vô lượng phần. Như vậy thì chỉ còn 45 tâm sở còn lại. 45 tâm sở còn lại là hành quẩn. Rồi. 6 tâm biết nhất định. 29 tâm biết bất định. 11 tâm na cảnh. 1 tâm khai ý môn. Nó là cái gì quẩn? Nó là gì quẩn? Thức quẩn. Nói chứ tâm là phải là thức quẩn. Tâm sở thì nó có thể là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Nó gọi chung là tứ danh quẩn. Còn sắc pháp nó thuộc về sắc quẩn đúng không? Mà trong này không có sắc pháp thì bỏ sắc pháp ra, chỉ còn là bốn quẩn, đúng chưa? À, như vậy quẩn nó có bốn quẩn. Giới có mấy giới? Đây chỉ là danh pháp không thôi. Đây là chỉ danh pháp không thôi. Thì nó có mấy giới? Chứ lại xứ đi, xứ trước đi, quên rồi, xứ. Xứ có mấy xứ? Nó không có sắc pháp thì nó không có sắc xứ không? Sắc xứ nó có 10 phải không? Danh xứ nó có 2 thôi là ý xứ và pháp xứ. Pháp sắc pháp nó không có. Thì nếu còn lại danh xứ chỉ có là ý xứ và pháp xứ. Như vậy nó chỉ có 2 xứ. Giới có mấy giới? Ở đây có chừng nó có ý giới không? Ý giới gồm có là 2 tiếp thâu khai ngũ môn, trong này có không? Không có. Như vậy thì nó không có sắc pháp, nó không có ý giới. 18 giới mà nó trừ hết như vậy hết, nó không có ngũ song thức nữa đúng không? À, như vậy nó chỉ còn có 2 giới mà thôi, đó là pháp giới. Pháp giới là gì? Thứ nhất là 47 tâm sở hợp. Phải chưa? Còn là ý thức giới. Ý thức giới là bao nhiêu? Là 6 tâm biết nhất định. Rồi, 29 động lực dục giới. 11 na cảnh, 2 tâm thông và khai ý môn. Đúng chưa? Còn thiếu sót gì không? Còn thiếu sót không? Không đúng không? Đế có mấy đế? Ở đây trong này nó có tâm tham không? Có tâm tham là có tập đế đúng không? Chắc chắn là khổ đế phải có rồi. Không cách nào mà thoát khỏi khổ đế đó. Đã có tâm là có khổ đế rồi. Nếu mà nó có tâm đạo không? Không có tâm đạo thì không có đạo đế. Không có tâm đạo sẽ không có đạo đế. Có niết bàn không? Không, không có niết bàn sẽ không có diệt đế đúng không? Như vậy trong tứ đế nó có hai đế. Một là khổ đế, hai là tập đế. Tức là tâm sở tham là tập đế. Đế có hai đế. Tâm sở tham là tập đế. Các pháp còn lại là khổ đế.